Cuối cùng thì giây phút sôi động nhất của ngày hội cũng đã tới. 15 đội đến từ 15 xóm đã bước vào cuộc đua mang đầy tính thượng võ này. Cuộc thi gợi lại hình ảnh của những thủy binh Đại Việt trong cuộc đấu tranh với giặc ngoại xâm. Trước ngày thi đấu, các đội đã bốc thăm vị trí xuất phát. Trước hết, các đội sẽ trèo một vòng trên con sông bao quanh làng. Sau đó, các đội sẽ trèo ra sông Ninh Cơ. Xem bơi trải của làng Hành Thiện, người ta thấy khí thế dũng mãnh, kiên cường, một trời, một nước, một trải với 10 chân trèo, nhất nhất đồng tâm hiệp lực. Người trèo không những phải khỏe mạnh, dẻo dai trong suốt hơn 4 tiếng đồng hồ không nghỉ, mà còn phải rất khéo léo để phối hợp với các đồng đội của mình. Đặc biệt, ông lái phải là người có rất nhiều kinh nghiệm về hướng gió, dòng chảy để tính toán đường đi, luồng lạch trên sông nước, rồi cách thức vào phao trình diện sao cho lợi nhất, hoặc có kế sách để vượt qua các trải bạn. Do đó, dù sóng to, gió lớn, con thuyền trải vẫn băng băng như mũi tên lướt trên mặt nước. Trước kia, các trải được chia thành các phe do các giáp, tức là các họ, đứng ra huy động chân trèo. Sau này, trải mới được chia về các xóm để tiện việc sinh hoạt và tổ chức. Đây được coi là một môn thể thao có tính chất truyền đời, thu hẹp trong phạm vi một xóm, nên ông cha trải đến con cháu cũng xuống trải. Nhiều khi, cả hai, ba cha con cùng xuống trải trèo thi. Trên sông Ninh Cơ, các đội phải trải qua 3 vòng đua, qua 4 điểm phao trình diện, với quãng đường chừng 25 đến 30 km. Chỉ có ở đây, các thuyền mới được phép vượt nhau. Không khí tranh đua quyết liệt, sôi động, song các đội luôn thi đấu với tinh thần thượng võ, tôn trọng lẫn nhau. Để chúng tôi có cái là thi đấu tạo rồi thì anh em rất vui vẻ, hô hào, không có ai nói những cái gì tục tằn. Để mà động viên nhau rồi hò. Vậy rồi trên bờ là đi hò, thanh niên là đi hò. Và đấy, cho nên là có một cái rất là những cái bơi trải ở đây nó có một cái cũng phải có một cái nghệ thuật của nó. Và trí và sức. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc về đích. Các trải sẽ qua cửa cống để về sông trong làng. Lần này họ vẫn phải bơi một vòng quanh làng, nhưng theo chiều ngược lại với lúc xuất phát. Và để đảm bảo quãng đường của mỗi đội là như nhau, thì thuyền xuất phát ở vị trí số 1 giờ sẽ phải chạm vào cây nêu ở vị trí số 15. Thuyền số 2 sẽ chạm vào cây số 14. Cứ như thế cho đến hết. Như thế, dù không được vượt nhau ở sông trong làng, nhưng cuộc đua sẽ sôi động cho tới giây phút cuối cùng. Đội nào cũng cố gắng để giành giải cao, vì đó là niềm vinh dự của cả xóm làng. Chỉ có đội nào giành giải nhất thì lễ hội năm sau mới được phép cử người chèo thuyền cò cốc trong ao chùa. Cành và lá trên cây nêu cùng với dây buộc trải của đội giành giải nhất sẽ được người dân chia sẻ với niềm tin về một sự may mắn trong năm.
đi xa về gần. Bây giờ nói thật, có đồng chí bây giờ có em các cháu cấp độ cao cũng có, rồi thậm chí là cụ đây là cụ Trường Chinh ở đây, ở quê đây cũng rất ngấm với cái máu này, rất ngấm cái máu này. Coi là các cụ coi thường về dặn là con cháu là phải giữ gìn truyền thống, giữ gìn truyền thống của mình, của quê hương bản địa của mình, trên tinh thần là phải lành mạnh và đẹp. Thế cho con cháu cứ vậy là cứ làm là vui vẻ, thế đến kỳ hội là tổ chức với nhau. Tất cả các đội đều có giải. Giải thưởng cho đội đứng đầu là 100 đôi bánh giày, rồi giảm chút ít với đội tiếp theo. Tuy giải thưởng không nhiều, song ai cũng hoan hỉ, vì đây chính là lộc của Thánh. Sau khi lễ tạ, các đội còn mang kiệu lên tận chùa để rước lộc về xóm mình, chia vui với dân làng. Dư âm của ngày hội sẽ còn kéo dài. Khi không khí hội hè qua đi, người hành thiện lại trở về với cuộc đua trường kỳ để chinh phục tri thức của nhân loại, viết tiếp truyền thống của quê hương. Trong cuộc chạy tiếp sức này, không ai muốn bị bỏ lại phía sau. Ngày xưa, thời cha ông đã tích cực, thì ngày nay tuổi trẻ chắc chắn sẽ tích cực. Không phải như thế mà hơn nữa. Bởi vì là họ rất nhiều những hoài bão ước mơ, và để vươn lên những tầm khó đã nắm bắt và làm chủ được những khó khăn đó, những cái thành tựu của khoa học đó, thì họ phải học tập, và chắc chắn cái truyền thống đó không những được giữ vững và phát triển lên một đỉnh cao mới, số lượng đông hơn, nhiều hơn và chất lượng cao hơn. Truyền thống của cha ông cũng là một hành trang quý giá giúp các em thêm tự tin để thực hiện giấc mơ của mình. Những thông điệp của tiền nhân vẫn luôn được nâng niu, trân trọng và lưu truyền như một dòng chảy không ngừng. Và trên dòng chảy ấy không chỉ có một cuộc tiếp sức. Tương lai của vùng đất Văn Hiến Hành Thiện đã được tạo nên từ những sự khởi đầu như thế này.